Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Chào tất cả các bạn chị em đang và sẽ kết nối vào Hội Thánh buổi tối ngày hôm nay để chúng ta học bài học. Amen! Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta ngay thời giờ này và đem lại sự tươi mới cho tấm lòng của mỗi một anh chị em mình để chúng ta cùng nhau học bài học buổi tối ngày hôm nay, bài cuối cùng trong chủ đề Tin Lành Quyền Phép. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Xin chào hết thảy nha. Chào hết thảy ông anh chị em gần xa khắp mọi nơi. Hallelujah. Rồi, cảm ơn Chúa thật là nhiều. Và buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài học thứ 5, không ạ? Gọi là bài lòng nóng cháy, tức là giữ được tấm lòng nóng cháy trong Chúa. Tại sao mình cần lòng nóng cháy trong Chúa? Đây là cái chỗ mà chúng ta sẽ cùng thảo luận buổi tối ngày hôm nay. Xin ban phước cho hết thảy chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy ông bà anh chị em vào rất là nhanh. Trong vòng một chút mà đã gần cả trăm anh chị em rồi. Hallelujah. Phải nói là chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì chúng ta có được cái mạng xã hội ngày hôm nay để chúng ta kết nối rất là nhanh, rất là tiện và khắp mọi nơi, phải không ạ? Và điều này phải nói là một ân điển của Chúa trong thời giờ cuối cùng này, trong cái thời đại cuối cùng này, đó là ân điển. Thì chúng ta có thể cùng nhau thông công, cùng nhau nhóm họp, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ lời của Chúa. Và anh chị em biết rồi, Chúa của chúng ta thì không bị giới hạn bởi không gian, bởi thời gian hay bất cứ thứ gì. Và đây thực sự là một cái ân điển lạ lùng. Và tôi cho rằng Hội Thánh của Chúa sẽ không bị giới hạn bởi bất cứ thứ gì trong thời kỳ cuối cùng này. Amen. Cảm ơn Ngài. Và một lần nữa tôi trân trọng gửi lời chào hết tất cả ông bà anh chị em từ Hội Thánh Nhà Muôn Dân. Xin Chúa ban phước và đầy dẫy Thánh Linh trên ông bà anh chị em ngay chính thời giờ này. Tất cả những ai đang và sẽ kết nối, ngay khi kết nối vào trang này, anh em được Chúa thăm viếng, Thiên Sứ của Ngài vừa giúp. Và mọi sự đều tốt trên tinh thần của ông bà anh chị em. Sự bình an, vui mừng đều đến một cách tức thì. Cảm ơn Ngài. Và giờ này như thường lệ, tôi trân trọng mời tất cả các bạn chị em mình hãy cầu nguyện để xin Chúa đổ đầy mình, giúp đỡ mình trong cái bài học buổi tối ngày hôm nay. Okay, để cho không những chúng ta nghe lời của Ngài mà những gì Chúa muốn nói với các bạn chị em được chuyển tải qua bài học buổi tối hôm nay. Để anh chị em được trực tiếp rờ chạm và lắng nghe từ Chúa của mình là đấng kêu gọi các bạn chị em. Amen. Cảm ơn Ngài. Nào, chúng ta hãy đến cầu nguyện. Lạy Chúa, trong danh Giêsu quyền năng, ngay giờ phút này con cầu nguyện, xin cha hiện diện với anh chị em con khắp mọi nơi. Lạy Chúa, từ người mới, người cũ, người lớn, người nhỏ, tất cả được Ngài thăm viếng giờ này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng, mỗi một tấm lòng giờ này được Chúa rờ chạm, được Chúa thăm viếng, được Chúa đổ đầy và làm cho tươi mới. Lạy Chúa, xin Chúa dùng lời của Ngài để ban phước cho anh chị em con khắp mọi nơi. Lạy Chúa, đấng không bị ngăn trở bởi không gian, bởi thời gian, đấng ở khắp mọi nơi, và con biết rằng giờ này Ngài đang ở cùng với anh chị em con trong căn phòng mà anh chị em con đang ngồi, đang đứng, đang quỳ để nhóm trước mặt Ngài. Lạy Chúa, xin sai Thiên Sứ Ngài đến và rờ chạm anh chị em con, ban phước thêm sức mới cho anh chị em con ngay thời giờ này. Bất kể anh chị em con đang ở đâu, đang làm gì, bất kể anh chị em con đang trong tình trạng nào, thì giờ này cánh tay quyền năng của Chúa được rờ chạm trên anh chị em con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu, tôi công bố rằng anh chị em được đầy dẫy Thần Linh của Đức Chúa Trời giờ này, được tái đổ đầy Thánh Linh của Đức Chúa Trời giờ này, được sự rờ chạm của Đức Chúa Trời giờ này, được sự ban phước của Đức Chúa Trời giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa đang nhậm lời chúng con. Khi chúng con cầu xin Ngài nhậm lời, khi chúng con tìm kiếm thì Ngài cho chúng con được gặp Ngài.
Khi chúng con gõ cửa thì Ngài hứa rằng cửa được mở cho chúng con. Lạy Chúa, hãy làm ứng nghiêm lời đó trên anh chị em con giờ này. Những ai đang kêu cầu Ngài, những ai đang kêu xin Ngài, hãy hiện diện, hãy bày tỏ Ngài cho anh em con Chúa trong danh Chúa Giêsu quyền. Yes, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây anh chị em. Đây là thời giờ để anh chị em mình cầu nguyện. Tôi muốn tất cả ba anh chị em hãy bắt đầu cầu nguyện. Hãy mở môi miệng mình ra để cầu nguyện. Hãy nhân danh Chúa Giêsu mà cầu nguyện. Và hãy tin rằng Cha trên trời nhậm lời mình giờ này trong danh Chúa Giêsu. Hãy cầu nguyện anh chị em. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Hãy cầu nguyện nào. Hãy xin Đức Thánh Linh của Ngài đến và làm tươi mới tấm lòng anh chị em. Anh chị em hãy cầu nguyện để chính Thánh Linh dùng lời của Ngài mà anh chị em nghe buổi tối hôm nay để mặc khải những điều mầu nhiệm, những điều mà anh em cần biết cho anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền. Hallelujah, hãy nài xin chị em. Xin đi sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Tôi khích là anh chị em hãy thường xuyên cầu nguyện theo Ephesos chương 1 câu 17, 18, 19. Đó là anh chị em xin để anh chị em được đầy dẫy thần khôn ngoan và thần mặc khải để anh chị em được nhận biết Chúa Giêsu. Anh chị em hãy xin rằng con mắt của tâm linh anh em, con mắt hiểu biết của tâm thần anh em được soi sáng bởi Thánh Linh của Chúa. Và anh em biết Ngài cách rõ ràng, biết ý muốn của Ngài cách rõ ràng, biết kế hoạch của Ngài một cách rõ ràng. Anh chị em hãy cầu nguyện những điều đó căn cứ theo lời của Ngài. Oh hallelujah, tôi nói rằng thần khôn ngoan ở trên anh chị em giờ này. Hãy đón nhận thần khôn ngoan của Chúa trên anh chị em giờ này. Và thần hiểu biết cũng như thần mặc khải đến trên anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Nhân danh Chúa Giêsu quyền này. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy đón nhận giờ này. Anh em hãy cầu nguyện này. Hãy thưa với Chúa. Anh em hãy nói với Chúa, hãy nói với Chúa, hãy nói với Chúa. Anh em hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, con cần Thánh Linh khôn ngoan và Linh của sự mặc khải để con biết Chúa Giêsu. Vì nếu Ngài không tỏ cho con không thể biết Ngài. Hãy cho con Linh khôn ngoan và Linh mặc khải để con biết lời Ngài, con biết ngói lời như chính cần phải biết. Lạy Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cầu nguyện anh chị. Hãy cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào, cầu nguyện nào trong danh Chúa Giêsu quyền. Oh hallelujah. Tôi cầu xin Cha trên trời giờ này thăm viếng hết thảy ông bà anh chị em bởi Thánh Linh. Bất kể anh chị em ở nơi nào, bất kể anh chị em đang dùng phương tiện gì để kết nối, bất kể anh chị em đang dùng cách gì để nhìn thấy tôi giờ này, trong danh Giêsu, tất cả những ai đang ảnh hưởng với lời cầu nguyện này hãy được đầy dẫy Thánh Linh, được ban phước bởi Thánh Linh, được đầy thần khôn ngoan, thần mặc khải và con mắt của sự hiểu biết được mở ra để được biết mọi điều trong thế giới linh giờ này trong danh Giêsu Christ. Hãy đón nhận anh chị em. Đón nhận nào. Thánh Linh đến trên chị em giờ này. Cha ơi, đổ đầy Thánh Linh trên chị em con giờ này. Cha ơi, hãy làm cho lòng anh chị em con được mạnh bởi quyền phép của Thánh Linh giờ này. Cha ơi, hãy kiện toàn con người bề trong của anh chị em con giờ này. Ô, tôi đang nhìn thấy bàn tay của Chúa Giêsu đặt trên anh chị em giờ này. Tôi đang nhìn thấy thiên sứ của Đức Chúa Trời thêm sức và làm mạnh anh chị em giờ này. Để con người bề trong anh chị em được kiện toàn, được làm vững vàng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền này. Đón nhận anh chị em. Đón nhận, đón nhận, đón nhận. Ôi, tôi đang thấy Đức Chúa Trời đấng hiện hữu khắp mọi nơi, đang đặt bàn tay quyền năng của Ngài trên anh chị em để ban phước cho. Oh hallelujah, tôi thấy anh chị em được phước giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em được vui mừng, được bình an, được quyền năng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Được sự tươi mới, được sự thới thạnh, được sự thịnh vượng trong mọi bề giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận anh chị em. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục cầu nguyện anh chị em. Tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục cầu nguyện. Mọi anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện. Hãy nói Chúa ơi, con cảm ơn Ngài vì đã thăm viếng con. Con cảm ơn Ngài đã tái đổ đầy con. Con cảm ơn Ngài đã phục hồi con. Con cảm ơn Ngài đã đặt tay ban phước cho con. Lạy Chúa, Ngài ban phước thì chúng con được phước. Con cảm ơn Chúa vì điều đó. Anh em hãy cầu nguyện nào. Tạ ơn Ngài vì mọi điều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Tiếp tục lên trên. Tiếp tục nào. Tiếp tục được nắng ná bên Ngài, được ở bên Ngài, được nghỉ ngơi trong tình yêu của Ngài. Tiếp tục ra anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu quyền nào. Oh hallelujah. Tiếp tục anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu quyền nào. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, anh chị em ơi, hãy được phước giờ này. Anh chị em ơi, hãy được đầy dẫy Thánh Linh giờ này. Anh chị em ơi, hãy được đầy thần khôn ngon, thần mặc khải giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Hãy được khỏe mạnh cả linh hồn thể chất giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi nói rằng linh khôn ngon đó sẽ soi sáng con mắt hiểu biết con chị em giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa.
ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài, ngợi khen Ngài. Hallelujah, ngợi khen Ngài. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Anh chị em ơi, hãy được phước giờ này. Hãy được bình an, vui mừng và đầy quyền năng trong người giờ này. Nguyện Chúa Giêsu hành động qua cuộc đời của anh chị em một cách dư dật. Ôi, tôi chúc phước cho anh chị em được trở nên một công cụ hữu dụng trong tay của Chúa Giêsu, cả trong lời nói, trong việc làm, trên đời sống của anh chị em, để vương quốc Chúa được mở rộng, được nhận biết khắp mọi nơi qua đời sống của anh chị em giờ này. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Ô, vinh quang thuộc về Ngài. Vinh hiển thuộc về Chúa Giêsu. Vinh hiển thuộc về Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Anh chị em biết Chúa được vinh hiển khi nào không? Chúa được vinh hiển khi Đức Thánh Linh tự do hành động qua cuộc sống của anh chị em để làm ra những dấu kỳ phép lạ, để làm ra những điều siêu nhiên, để làm ra những cái công việc lành mà người khác qua đó nhận biết Chúa Giêsu ở trên đời sống anh chị em. Đó là lúc mà Chúa được vinh hiển. Giống như trong Giăng chương 15 có nói đó, Cha được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi đi và kết nhiều quả. Các ngươi đi và kết nhiều quả. Nghĩa là chúng ta sẽ có những cái công việc làm của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng, không chối cãi, được hành động qua cuộc đời của mình. Anh chị em biết không ạ? Cho nên tôi nghĩ rằng lời cầu nguyện đẹp lòng Cha nhất là hãy nói: Chúa ơi, hãy sử dụng con, hãy hành động qua con, hãy hành động một cách tự do qua hồn, linh, thể xác của con. Hãy dùng lời nói, việc làm của con để làm sáng danh Ngài. Con sẵn sàng giao nộp mọi chi thể con cho Ngài, lạy Chúa. Anh em hãy cầu nguyện nè. Lạy Chúa, hãy biến con trở thành kênh dẫn của Ngài, kênh dẫn cho quyền năng chữa lành của Ngài, kênh dẫn cho quyền năng giải cứu của Ngài cho người khác. Lạy Chúa, biến con trở thành kênh dẫn phước lành của Ngài cho những ai cần. Lạy Chúa, giúp con biến con trở thành kênh dẫn của tình yêu, của những sự tử tế, của những sự tốt lành mà Ngài muốn làm cho thế giới này qua con. Lạy Chúa, lạy Chúa, hãy biến con thành kênh dẫn của Ngài, ống dẫn của Ngài, công cụ của Ngài. Con giao nộp mọi chi thể của con cho Ngài, mắt, tai, mũi, tâm trí, tấm lòng cho Ngài. Lạy Chúa, hãy sử dụng theo ý Ngài, trong danh Chúa Giêsu quyền này. Amen, amen và amen. Đó, anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện để cho Đức Chúa Trời được sáng danh qua cuộc đời của mình. Bằng cách là làm thế nào đó Đức Thánh Linh tự do sử dụng anh chị em. Sử dụng đôi tay anh chị em để chữa lành người khác. Sử dụng miệng anh chị em để làm phép lạ chữa lành người khác. Sử dụng tài sản, thời gian, sức lực của anh chị em để mở mang vương quốc của Ngài. Amen. Đó là Cha được sáng danh và kết quả trên đời sống anh chị em được đậu luôn. Amen. Cảm ơn Ngài. Nào, Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào đến toàn thể ông bà anh chị em trên live stream giờ này. Dạ, Chúa ban phước cho anh chị em một cách dư dật. Và tôi thật vui khi anh chị em bỏ thời giờ để đến với bài học buổi tối hôm nay. Và anh chị em ơi, hãy chia sẻ ngay bây giờ giúp tôi trên trang cá nhân của mình bài học này. Tôi tin rằng nó không có vô ích đâu. Ai đó sẽ nghe được, ai đó sẽ biết được, ai đó sẽ thấy được, ai đó sẽ được Chúa cảm động để nghe, để hiểu, để biết, để được cầu nguyện theo và họ được chữa lành. Đó là cái điều mà anh chị em đã cộng tác cùng tôi để rao giảng phúc âm. Amen. Hãy chia sẻ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Nào anh chị em, bây giờ thì chúng ta bắt đầu bài học Một tấm lòng nóng cháy, không ạ? Bài học cuối cùng trong loạt bài Tin lành quyền phép. Khi chúng ta nói đến tin lành quyền phép là chúng ta nói đến tin lành có lửa, không ạ? Có lửa. Giống như anh chị em hay nói, ồ, cái vị truyền đạo kia giảng rất có lửa, ông mục sư kia giảng rất có lửa, không? Cái từ lửa này nó nói đến cái chỗ là sự nóng cháy, sự hăng hái, sự nhiệt thành, đam mê, đầy nhiệt huyết. Cho nên khi chúng ta nói đến tin lành quyền phép là chúng ta đang nói đến một tin lành có lửa, có quyền năng. Và một tin lành đó, đó phải được giảng bởi một con người có lửa và có quyền năng. Chúng ta không thể nào
để dùng một cái ống nhựa mà để đựng lửa được, nó sẽ bị thiêu rụi ngay. Muốn đựng được lửa, chúng ta phải dùng được ống sắt, ống đồng, ống thép, ống vàng, đúng không ạ? Những cái đó nó có thể chịu được nhiệt, nó có thể nóng lên cùng nhiệt và nó có thể chuyển tải được nhiệt, nó có thể đựng được lửa. Anh em hiểu không? Cho nên khi chúng ta nói về Tin Lành quyền phép, chúng ta phải nói về những con người đầy nhiệt tâm, những con người nóng cháy, những con người có tấm lòng đam mê, có tấm lòng bùng cháy luôn cho Ngài. Đây là đề tài mà buổi tối hôm nay chúng ta nói. Chúng ta nói để làm sao ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, đây những con người nóng cháy, đây những con người có khả năng chuyển tải tin lành lửa của Đức Chúa Trời đến cho người khác. Và bằng cách đó đó anh chị em, vương quốc của Chúa dễ dàng mở rộng. Và bằng cách đó đó, người ngoại người ta sẽ dễ dàng được tiếp cận với tin lành, bị thuyết phục bởi những dấu kỳ phép lạ, bị thuyết phục bởi những hành động quyền năng, những công việc quyền năng, những công việc siêu nhiên, những công việc mà loài người phải trố mắt, trợn mắt ngạc nhiên, mà Chúa có thể hành động qua anh chị em, là những con người đầy lửa trong Chúa, đầy nhiệt tâm trong Chúa. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói. Cho nên lẽ thật đầu tiên mà chúng ta cần kinh nghiệm được, cần biết được ngày buổi tối ngày hôm nay là một tin lành lửa, một tin lành quyền phép thì đòi hỏi một con người nhiệt thành, một con người nóng cháy, một con người bùng cháy mới có thể chuyển tải được tin lành đó. Không bao giờ có cái chuyện một con người nguội lạnh, một con người hâm hẩm, một con người đầy xác thịt, một con người nửa đời nửa đạo mà có thể chuyển tải được một tin lành quyền phép. Không có đâu anh chị. Tin lành của Chúa thì vẫn y nguyên từ ngàn xưa đến nay, thì tin lành vẫn là quyền năng của Đức Chúa Trời, vẫn là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những ai tin. Nhưng nó rất kén chọn những người để giảng nó ra. Tin lành rất kén chọn những con người mang lấy sứ điệp, những con người có thể chuyển tải sứ điệp để có thể thể hiện đúng bản chất của tin lành quyền phép, thể hiện đúng những gì mà Đức Chúa Trời muốn, mong muốn thể hiện. Chị mời, đó chính là một tin lành biến đổi thế giới, một tin lành thay đổi môi trường, một tin lành làm như men trong đống bột, làm dậy nó lên, làm nảy nở ra mọi sự và biến đổi mọi sự. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói buổi tối ngày hôm nay. Cho nên câu hỏi là làm thế nào để chúng ta sẵn sàng cho tin lành quyền phép? Làm thế nào để lời nói của mình mang lấy lửa? Làm thế nào để miệng của mình có thể phát ra lửa? Giống như trong Esai cả nói anh chị em ha. Jeremy chứ, lời ta hát chẳng phải như lửa sao? Như búa đập vỡ đá sao? Đúng không? Lời của Chúa là lửa, lời của Chúa là sắc bén, lời của Chúa là sắc hơn gươm hai lưỡi. Và khi nó phát ra, nó phải phát ra từ một tấm lòng nóng cháy. Vậy mà cho nên tiếp theo đó, chúng ta cần phải để ý thấy là khi nói về lửa linh đó, là chúng ta phải nói đến của lễ. Chúng ta đọc xuyên suốt cả Kinh Thánh đó, xuyên suốt cả Kinh Thánh chúng ta sẽ thấy tất cả những cái thánh ngày xưa, các vị quan sát, những người được chọn lựa, các vị tiên tri, vân vân, muốn có lửa từ trời đó thì họ phải có của lễ. Của lễ phải được đặt trên bàn thờ và lửa từ trời mới giáng xuống. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Ông Eli khi ông đối diện với 800 tiên tri Ba Anh và Ác Tặc Tê, và ông đang thách thức rằng thần nào đáp lời bằng lửa thì chính là Đức Chúa Trời, phải không ạ? Và ông đang mong muốn rằng lửa từ trời phải giáng xuống qua lời cầu nguyện của ông, qua chức vụ của ông. Ông đang mong muốn điều đó. Và khi anh em đọc, anh em sẽ thấy trước khi để có lửa giáng xuống, Eli đã làm gì? Eli đã sửa soạn bàn thờ, đã làm lại bàn thờ cho nó đúng chuẩn mực. Ông dùng 12 cục đá là đại diện cho 12 chi phái Israel để sửa sang lại bàn thờ. Rồi sau đó ông mới đặt lên bàn thờ đó đó một của lễ. Ông đặt lên bàn thờ đó một của lễ. Sau khi ông đặt lên bàn thờ đó của lễ rồi thì ông quỳ gối xuống, ông cầu nguyện. Và sau 25 từ cầu nguyện của ông thì lửa từ trời giáng xuống, thiêu rụi của lễ, rút sạch nước ở trong mương. Anh em đọc đi, anh em sẽ thấy. Đúng không ạ? Đọc trong sách các vua, anh em sẽ thấy những điều đó được ghi chép. Dĩ nhiên
cái điều mà tôi muốn chuyển tải cho anh chị em một lẽ thật rất quan trọng để trả lời cho câu hỏi là làm sao để cuộc đời mình luôn nóng cháy, để cuộc sống hầu việc Chúa của mình luôn nóng cháy, để lời giảng của mình luôn nóng cháy, mà nóng cháy theo cái nghĩa đích thực đó nha, chứ không phải là nóng cháy theo cái dạng là lửa lạ đâu. Anh em phải biết phân biệt giữa cái lửa thật với cái lửa lạ. Cái lửa lạ là cái lửa xác thịt, nó vẫn có thể gào thét la hét nhảy múa, vâng, vẫn có thể làm mọi cái rất là âm ỉ, nhưng mà sau cái nỗ lực đó thì không có gì xảy ra cả, không có sự chữa lành nào, không có sự đủ quỷ nào, không có dấu kỳ phép lạ nào, không có tấm lòng nào được nâng đỡ, không có tấm lòng nào được nóng lên cho Chúa. Đó tôi gọi là lửa lạ. Dĩ nhiên chúng ta không cần cái loại lửa lạ đó, chúng ta không cần cái loại lửa rơm, cái lửa xác thịt đấy. Thưa anh chị em, cái điều mà chúng ta cần là ngọn lửa của Chúa, ngọn lửa của Đức Thánh Linh hun đốt trong tấm lòng của mình. Và khi ngọn lửa đó nó bùng cháy lên thì khiến cho chúng ta nhiệt thành với Đức Chúa Trời. Chúng ta giảng như chưa bao giờ từng giảng, chúng ta nói như chưa bao giờ từng được nói, chúng ta chia sẻ đầy đam mê, chúng ta nói đến nỗi mà chúng ta quên cả chính mình, quên cả mỏi mệt, quên cả tất cả ăn uống. Và điều quan trọng là đằng sau những cái lửa từ trời đó trong tấm lòng thì luôn kèm theo phép lạ, luôn kèm theo sự chữa lành, luôn kèm theo sự giải cứu, luôn kèm theo sự khích lệ, và luôn kèm theo có những con người mỏi mệt được khỏe mạnh, những con người bất an được bình an, những tấm lòng nguội lạnh được nóng lại cho Đức Chúa Trời. Anh chị em có amen với cái điều này của tôi không ạ? Đó chính là lửa thật của Đức Chúa Trời, đó chính là lửa thật mà chúng ta tìm kiếm. Tôi và bạn chính tìm kiếm. Bề ngoài thì nó có thể giống lắm, phải không ạ? Bề ngoài nó giống nhau, chúng ta cũng có thể nhảy múa được, vì con người có quyền nhảy múa, có quyền la hét, có quyền rao giảng một cách êm tai, có quyền là nói những từ gọi là bay bổng hoa lá cành. Nhưng mà anh chị em nhớ gì ạ? Trong Mác chương 16, về phần các môn đồ ra đi giảng đạo, Chúa ở cùng họ và làm những dấu kỳ phép lạ cho vững đạo. Lấy những dấu kỳ phép lạ cặp theo những lời họ giảng làm cho vững đạo. Ý tôi muốn nói ở chỗ này, chúng ta, tôi và bạn chị em đang đi tìm kiếm chỗ này để có một tấm lòng nhiệt thành từ Đức Chúa Trời, không ạ? Để chuyển tải một phúc âm quyền phép và mang đến một phép lạ cho người nghe, mang đến một phép lạ dấu kỳ cho thế giới hư mất này, mang đến những điều mà thế giới này đang cần. Đó là gì? Sự chữa lành. Đó là gì? Sự giải cứu. Đó là gì? Sự cứu rỗi. Đó là gì? Sự tự do. Đó là gì? Những sự bình an, vui mừng, thảnh thơi, nghỉ ngơi mà đang cần giữa thế giới loạn lạc này. Anh chị em thân mến, chỉ có lửa phúc âm chân thật mới có thể giải quyết những vấn đề của thế giới này mà thôi. Đó anh chị em. Và ngày hôm nay đó, chúng ta thấy rằng cái lửa đó nó rất là cần trong hội thánh, nó rất là cần ở những con người hầu việc Chúa chân thành. Tôi tin rằng anh chị em đang ở trên live stream này, ai cũng muốn mình là người hữu dụng cho Chúa, ai cũng muốn mình là người gì đem lại nhiều kết quả cho Chúa, đem lại nhiều vinh quang cho danh của Chúa. Ai cũng muốn rằng Chúa ơi hãy dùng con cho công tác của Ngài, có đúng không ạ? Nhưng mà tôi xin thưa với anh chị em như thế này, một cái chân lý ở đây chúng ta cần phải nắm khi chúng ta nói về lửa của tấm lòng, đó là cái nỗ lực xác thịt của chúng ta không bao giờ có thể khiến điều gì đó xảy ra. Không bao giờ. Anh chị em thử đi, anh chị em có la hét, có kêu, có gào, có làm kiểu gì đó chăng nữa, nhưng nếu không có lửa của Chúa thì cũng không thể nào đuổi được một con quỷ dù nhỏ nhất, không thể nào chữa được một cái căn bệnh dù đơn sơ nhất, không thể nào làm được một cái phép lạ khích lệ nào cho người nghe dù nhỏ nhất, một lời chứng nhỏ nhất cũng không thể, nếu chúng ta thật sự không chạm đến ngọn lửa của chính Đức Chúa Trời. Chính ngọn lửa của Đức Chúa Trời luôn thu phục, thu hút, thu phục, đụng chạm đến lòng người ta, chứ không phải khả năng của mình.
Anh em nhớ câu kinh thánh không ạ? Không phải quyền thế, không phải năng lực, nhưng tất cả bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đó là nguyên tắc. Cho nên ở trong Philip, tôi rất thích cái câu này ở trong sách Philip. Trong sách Philip có một cái câu rất là nổi tiếng, tôi muốn đọc cho anh chị em để chúng ta khởi đầu cái điều này, để chúng ta bắt đầu là nói về cái tấm lòng nóng cháy này. Ở trong chương 3 đó, trong chương 3 sách Philip, khi sứ đồ Phao-lô quở trách những cái giáo sư giả, phải không ạ? Những con người làm công gian ác, những con người dùng xác thịt để phục vụ Đức Chúa Trời, những con người bằng cái nỗ lực của cá nhân, bằng cái nỗ lực của trí thức loài người, để đang muốn gọi là lừa dối, đang muốn gọi là chế khuất đi quyền năng của Đức Chúa Trời. Thì sứ đồ Phao-lô nói như thế này ở trong Philip chương 3 từ câu 2, tôi đọc anh chị em nghe nha. Từ câu 2: hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Chẳng tháng ạ, Philip chương 3 câu 2 đến câu 3. Vậy thì ở đây sứ đồ Phao-lô nói rằng, ngụ ý nói rằng, những người cậy phép cắt bì, nghĩa là cậy xác thịt, cậy nỗ lực cá nhân mà để phục vụ Đức Chúa Trời, không ạ, để mưu cầu một cái gì đó trong Đức Chúa Trời, thì Phao-lô gọi đó là gì? Những kẻ làm công gian ác. Chúng ta hãy cảnh tỉnh mình về điều này. Khi chúng ta làm việc của Chúa mà không bởi Thánh Linh của Chúa là chúng ta đang làm công gian ác. Nó là sự thật như vậy. Cho nên anh em hãy hết sức chú ý nha. Đức Chúa Trời chỉ nhận và chỉ nhận những công việc bởi Thánh Linh của Ngài. Cho nên sứ đồ Phao-lô nói ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật. Là kẻ nào? Là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, chứ không có khoe mình trong xác thịt, không có khoe mình ở trong những cái tri thức của mình, nhưng mà gì ạ? Chỉ khoe mình trong Đấng Christ, khoe mình vì Ngài hành động qua mình, khoe mình vì nhờ thập tự giá mà mình được như ngày hôm nay, khoe mình vì nhờ thập tự giá mà mình có ơn của Thánh Linh Ngài, khoe mình vì nhờ thập tự giá mà mình làm được việc này, làm được việc kia, khoe mình vì cảm ơn Ngài con không ra gì, nhưng Đấng Christ vẫn sẵn sàng sử dụng và hành động qua con để cứu rỗi, để ban phước, để chữa lành, để giải cứu những người nghe. Và những người cậy Thánh Linh thì không bao giờ cậy xác thịt, không bao giờ cậy sự khôn ngoan của mình, không bao giờ cậy cái nỗ lực riêng cá nhân của mình, không bao giờ sử dụng cái tài năng thiên nhiên của mình để mà giả làm cái ân tứ của Đức Thánh Linh. Không, chúng ta cậy ơn của Thánh Linh, cậy ân tứ của Thánh Linh để phục vụ Đức Chúa Trời. Anh chị em ơi, cái người muốn nóng cháy đó, nó phải bắt đầu từ sự hiểu biết này. Chúng ta không thể nóng cháy thật, chúng ta không thể có lửa thật nếu chúng ta không biết cách vận hành trong ơn của Chúa. Đó là sự thật anh chị em. Chúng ta có thể sử dụng tài năng khéo léo của mình để chúng ta nóng cháy, nhưng sự nóng cháy đó không được chấp nhận. Sự nóng cháy đó không làm ra phép lạ. Sự nóng cháy đó không bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng khi chúng ta biết điều này, chúng ta cậy ơn của Đức Chúa Trời, chúng ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, chúng ta nói ra những lời khôn ngoan, những lời tri thức, chúng ta làm những dấu kỳ, những phép lạ trong danh của Chúa, chúng ta giảng luận lời Ngài bởi sự cảm động của Đức Thánh Linh, chúng ta kèm theo với cái sự đó là lòng nhiệt huyết của mình, thì phép lạ sẽ xảy ra. Đó, phép lạ chắc chắn sẽ xảy ra. Anh chị em nhớ ha. Chỉ khi nào mình cậy Thánh Linh thì sự nóng cháy đó mới là lửa thật của Đức Chúa Trời. Nếu không cậy Thánh Linh, tức là không vận hành trong ơn của Thánh Linh, không vận hành trong phẩm hành của Đức Thánh Linh, thì sự nóng cháy đó không phải là từ Đức Chúa Trời mà là từ cá nhân của mình. Anh chị em ha. Vì vậy tôi nhắc lại
Lẽ thật mà buổi tối hôm nay chúng ta cần học là gì? Muốn có lửa phải có của lễ, đúng không ạ? Muốn có lửa phải có của lễ. Lửa thật là lửa được phát ra từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vận hành xuyên qua cuộc đời của mình. Chỉ có Thánh Linh mới có lửa. Chúng ta không có lửa. Thánh Linh đem lửa của Ngài cho chúng ta, vận hành qua chúng ta. Đó là lửa thật, đó là lửa đền thờ. Còn lửa lạ là lửa từ chúng ta. Lửa lạ là lửa từ chúng ta. Chúng ta tự nghĩ ra, chúng ta tự cố gắng, chúng ta tự nỗ lực. Tôi gọi đó là lửa lạ. Đây là lẽ thật của chúng ta. Cho nên anh em đọc ở trong Roma chương 12 câu 2, câu 1, câu 2, ông Phaolô nói gì nè? Tôi lấy lòng thương xót mà này xin anh em hãy dâng thân thể mình như một của lễ thánh và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lễ của anh em. Đừng làm theo đời này, đừng có rập khuôn theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để hiểu biết những sự ân điển, ý muốn tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng của Đức Chúa Trời là thế nào. Anh chị em thấy không? Đầu tiên sứ đồ Phaolô khuyên những tín đồ thành Roma là gì ạ? À? Hãy dâng của lễ, chính là thân thể của mình, là cuộc sống của mình, là thân xác của mình, là một của lễ thánh và sống đẹp lòng Chúa. Không rập khuôn đời này, đừng bắt chước thế tục, đừng có sống như thế tục, đừng nói như thế tục, đừng nghĩ như thế tục. Hãy biến đổi tâm trí mình nhờ lời của Đức Chúa Trời. Nhờ lời Đức Chúa Trời hãy biến hóa đi. Hãy nghĩ như Ngài nghĩ đi. Hãy nói như Ngài nói đi. Hãy hành động như Ngài hành động đi. Lúc đó của lễ sẵn sàng. Chỉ khi nào của lễ sẵn sàng thì mới có lửa. Đó là nguyên tắc. Và lửa đó phải đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thưa ông bạn chị. Cho nên tôi muốn nói nè, của lễ phải đến trước lửa. Không ạ? Của lễ phải đến trước lửa. Của lễ đó chính là sự phó dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ một cách trọn vẹn, một cách đẹp lòng, một cách thánh khiết. Chúng ta sẵn sàng hy sinh đời sống cá nhân của mình để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, để sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy thưa với Chúa rằng Chúa có con đây, con sẵn sàng làm đẹp lòng Ngài. Lạy Chúa hãy dùng con, lạy Chúa hãy nhận của lễ là thân thể con, lạy Chúa hãy đón nhận đời sống con, hãy uống nắng con, nuôi dưỡng con, sửa trị con, bể trách con, để con trở thành một của lễ sẵn sàng cho lửa Thánh Linh của Ngài. Amen chị em. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ chương 3 câu 11 chứ sao ạ? Ta làm bắt tem cho các ngươi bằng nước để ăn năn tội, nhưng đấng khác đến sau ta, Ngài sẽ làm phép bắt tem cho các ngươi bằng Thánh Linh và bằng lửa. Anh chị em thấy chưa? Ma-thi-ơ chương 3 câu 11 nói về lời của ông Giăng Báp-tít. Ông Giăng Báp-tít ông nói rằng ông đến ông làm bắp tem bằng nước, nhưng đấng đến sau ông là đấng Christ, là Chúa của chúng ta, sẽ làm phép bắp tem cho chúng ta bằng Thánh Linh và bằng lửa. Cái chỗ này là chỗ mà chúng ta cần phải mổ xẻ buổi tối ngày hôm nay. Bắp tem bằng Đức Thánh Linh là khi chúng ta được nhúng chìm trong Thánh Linh, chúng ta được Ngài chiếm hữu, được Ngài sở hữu, được Ngài sử dụng. Chúng ta được nhúng chìm trong Thánh Linh, cho nên chúng ta đồng hóa nên giống Ngài. Chúng ta nghĩ như Ngài, hiểu tấm lòng của Ngài. Chúng ta phụ thuộc Ngài, chúng ta thuộc về Ngài, chúng ta kề cận Ngài, chúng ta ngày càng biến hóa trở nên giống như Ngài. Đó là báp têm Thánh Linh. Sự báp têm Thánh Linh này phải đi trước lửa, phải đi trước báp têm bằng lửa. Một người chưa báp têm trong Thánh Linh, chưa đồng hành cùng Thánh Linh, chưa biến hóa cùng Thánh Linh, chưa đầu phục Đức Thánh Linh, không thể nào có thể nhận báp têm bằng lửa được. Đó là sự thật. Cho nên tại sao báp têm bằng Thánh Linh phải đi trước? Vì chính Đức Thánh Linh đến giúp đỡ cho chúng ta. Đức Thánh Linh đến ban cho chúng ta năng lực để chúng ta có thể biến hóa giống như Đấng Christ. Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép để làm chứng về ta. Cái từ làm chứng đó nó còn có nghĩa là gì ạ? Bày tỏ Đấng Christ ra, có nghĩa là tôi sẽ trở nên giống như Đấng Christ, rồi thánh khiết như Đấng Christ, yêu thương như Đấng Christ, tử tế như Đấng Christ, quyền năng như Đấng Christ,
và tận hiến như Đấng Christ, hy sinh vâng lời như Đấng Christ. Đó là mục đích, đó là cách thức mà mỗi một tín đồ cần phải nhận biết và có được trong thời gian tân ước này. Sự báp têm của Đức Thánh Linh cực kỳ quan trọng, thưa ông bà anh chị em. Nếu như chúng ta không đi qua giai đoạn này, chúng ta sẽ rất khó để tiến tới một đời sống đầy lửa cho Đức Chúa Trời. Khó vô cùng mà không thể được. Hầu như tôi nghĩ rằng nếu một người chưa đi qua kinh nghiệm lễ ngũ tuần, kinh nghiệm thường xuyên lễ ngũ tuần trong đời sống mình, thì chúng ta cực kỳ khó để nói rằng cuộc sống mình đang có lửa từ đền thờ. Không thể, tôi cho rằng là không thể. Đó chỉ là nỗ lực cá nhân, đó là lòng nhiệt huyết cá nhân, đó là sự đam mê cá nhân, và nó sẽ tắt một lúc nào đó. Khi hoạn nạn đến, khi bão tố đến, khi gió nam gió nồm đến, ngọn lửa của con người sẽ tắt, nhưng ngọn lửa của Đức Thánh Linh thì không bao giờ tắt. Không bão tố nào dập tắt được nó, không khó khăn nào dập tắt được nó, không gươm giáo hay trần truồng tù đầy nào dập tắt được nó, thậm chí cả đe dọa mạng sống cũng không dập tắt được nó. Anh em nhìn đời sống của các sứ đồ, anh em sẽ thấy điều này, nó chứng minh cho điều này. Khi họ được báp têm trong lửa thì không có gì khiến cho họ bị nguội lạnh được nữa. Một người được báp têm trong lửa, người đó sẽ phục vụ Đức Chúa Trời cho đến hơi thở cuối cùng. Người đó sẽ mãi mãi nóng cho đến hơi thở cuối cùng. Vì lửa trên đền thờ phải hằng cháy luôn. Lửa trên bàn thờ không bao giờ được tắt nữa. Nó sẽ hằng cháy luôn và để bày tỏ Đấng Christ cho thế giới này. Anh chị em ơi, vì vậy chúng ta hãy nghe trong Ma-thi-ơ chương 3 câu 11 nói: Chúa Giê-xu là Đấng đến sẽ làm báp têm cho chúng ta bằng Thánh Linh và bằng lửa. Đây là phép báp têm cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải có. Anh chị em thấy không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại cần được báp têm bằng lửa anh chị em? Dĩ nhiên anh chị em có thể trả lời là để cho lòng của mình được nóng cháy luôn. Nhưng mà nóng cháy để làm gì? Nóng cháy để làm gì? Tại sao chúng ta cần cái sự nóng cháy từ Thánh Linh? Tại sao chúng ta cần cái sự đốt lửa bàn thờ từ Đức Thánh Linh? Tại sao vậy? Tôi nghĩ rằng nó có lý do. Nó có lý do là chỉ có cái lửa đó đó, nó mới có thể chiến thắng thế gian. Chỉ lửa đó mới chiến thắng thế gian. Còn những lửa lạ không thể chiến thắng thế gian. Những lửa lạ sẽ bị gió, bão, tố, mưa, sa của thế gian dập tắt. Anh em để ý sẽ thấy trong các quan sát đó, chương 15 câu 4 đến câu 5 có nói đến một cái câu chuyện của ông Samson, phải không ạ? Tôi thấy cái hình ảnh này rất là hay. Khi ông Samson bị cha vợ đem vợ của mình gả cho người khác thì ông muốn trả thù. Và ông làm gì? Ông đi bắt 300 con chó rừng. Sau đó ông cột đuôi chúng lại với nhau thành từng đôi. À đúng rồi, thành từng đôi. Mục đích ông làm gì đây? Mục đích ông là ông muốn đốt tất cả đám ruộng của dân Philippines để ông trả thù cho cái điều mà Philippines đã làm cho vợ của ông. Có đúng không ạ? Khi ông cột các đuôi con chó rừng lại rồi thì ông làm gì? Ông châm lửa lên. Và lửa đó đã đốt cháy sạch tất cả những đám ruộng của dân Philippines. Như vậy ở đây chúng ta học được một cái hình bóng gì rất là đơn giản thôi. Ruộng đây chính là thế gian. Trong thế gian có kẻ thù là Satan, là ma quỷ, là điều ác, là sự chết. Dân Philippines là hình ảnh đó, là kẻ thù của dân Israel. Dân Philippines là hình ảnh của ma quỷ, của thế tục, của xác thịt, của thế gian. Samson là người được sức giàu của Đức Chúa Trời. Bây giờ ông muốn làm cái việc là ông tiêu hủy toàn bộ những điều của thế gian. Ông muốn đốt cháy thế gian. Ông muốn phá diệt những công việc của Satan. Ông muốn xóa sạch kỷ niệm của nó. Thì ông làm gì? Ông bắt từng đôi con chó rừng, ông cột lại. Và gì? Ông phải châm lửa lên. Nếu không có lửa thì hai con chó đó nó cũng có thể cột đuôi và nó chạy. Nhưng mà anh chị em ơi, ruộng có bị đốt không? Chắc chắn là không. Nó chạy cho đã rồi, mọi việc đâu vào đó. Không à? Thiếu lửa. Thiếu lửa thì dù có chạy nỗ lực đổ mồ hôi thì nó cũng vậy thôi. Cho nên ngày hôm nay cái hình ảnh này nó cũng giống y như chúng ta. Giống y như chúng ta. Chúa Giê-xu khi Ngài đến thế gian, Ngài cũng kêu gọi các môn đồ của Ngài lại.
Ngài kêu gọi 12 môn đồ, Ngài kêu gọi 72 môn đồ, và Ngài sai họ đi từng đôi, đúng không? Ngài sai họ đi từng đôi vào các làng mạc, là nơi có bóng tối, nơi có người bệnh, nơi có người quỷ ám, nơi có những nan đề, nơi có những xấu xa nghiện ngập địa đít. Và Ngài nói rằng các con hãy đi, ta ban cho các con quyền năng, ta ban cho các con thẩm quyền để chữa bệnh, để trừ quỷ, hãy đi đi. Họ sai, Chúa sai họ đi từng đôi, đúng không? Nhưng mà Ngài không phải sai họ chỉ không không, Ngài nói lần này ta ban cho ngươi thẩm quyền và năng lực. Tôi gọi đó là lửa, tôi gọi đó là lửa. Cho nên ngày hôm nay nếu như chúng ta đi giữa thế giới này, chúng ta đi rao giảng phúc âm, chúng ta đi làm mọi công việc, chúng ta ra đi nhưng mà không có lửa, thiếu lửa, thì kết quả chúng ta làm sao? Hầu như không có, rất hạn chế, rất khiêm tốn. Và phải nói thành thật mà nói, cuối cùng nó là hai con số không, đúng không? Anh em cứ nghĩ đấy, hai con số không. Cho nên ở đây, tại sao cuộc sống mình phải có lửa? Chúng ta có lửa để mình chiến thắng thế gian, chúng ta nhờ lửa để thu phục thế gian, chúng ta nhờ lửa để biến đổi thế gian, chúng ta nhờ lửa để đem thế gian về cho Đấng Christ. Anh em nhớ câu Kinh Thánh ở trong sách Luca không ạ? Chúa nói gì ạ? Này ta đã đến quăng lửa dưới đất, lửa đã cháy lên rồi, lòng ta còn ước ao chi nữa. Em nhớ câu Kinh Thánh đâu ạ? Chính Chúa Giêsu là đấng đến quăng lửa xuống đất. Nhưng có phải là cái cục than, cục lửa, bó lửa Ngài quăng không? Không. Ngài nói đó là hình bóng, là hình bóng mà Ngài đã thổi năng lực, thổi quyền năng, thổi thẩm quyền lửa của Thánh Linh Ngài cho các môn đồ của Ngài, cho từng đôi từng cặp. Và Ngài đã sai họ đi, và họ đã làm được những việc như Ngài đã làm. Tôi gọi đó là sự cần thiết của lửa. Ngày hôm nay, thưa ông bạn chị em, nếu ông bạn chị em muốn là một người hầu việc Chúa kết quả, là một người hầu việc Chúa có thể biến đổi thế giới, là một người hầu việc Chúa có thể chữa lành thế giới, là một người hầu việc Chúa có thể thu phục thế giới về cho Đấng Christ, nhất định anh chị em phải cần lửa. Anh chị em phải được bắt tem bằng lửa, anh chị em phải được nhúng trong lửa của Đức Thánh Linh, để rồi anh chị em mang ngọn lửa đó đi, và anh em đi đến đâu anh em đốt cháy đến đó, thu phục đến đó, và anh em trở thành kết quả cho Đấng Christ. Đó là lý do tại sao mình cần có lửa. Anh em thấy không ạ? Mình cần có lửa. Cho nên tôi nhắc lại nè, nỗ lực của chúng ta không bao giờ có thể làm cho một điều gì đó siêu nhiên xảy ra. Anh ghi nhớ ha, nỗ lực của chính chúng ta không bao giờ có thể làm cho một điều gì đó siêu nhiên xảy ra. Nỗ lực của chính chúng ta không bao giờ có thể làm cho một người được cứu rỗi, xưng nhận Đấng Christ. Nỗ lực của chúng ta không bao giờ có thể làm cho một người bệnh được chữa lành. Nỗ lực của chúng ta không bao giờ làm cho một người bị quỷ ám được tự do khỏi ma quỷ. Không bao giờ. Anh chị em ơi, công tác cứu rỗi, công tác chữa lành, công tác giải cứu, đó là việc làm của lửa Thánh Linh hành động qua chúng ta. Anh em ghi nhớ lại thật hết sức quý báu này. Đó là việc làm của lửa Thánh Linh hành động qua chúng ta. Vấn đề là chúng ta phải trở nên sẵn sàng. Thưa quý ông bà anh chị, chúng ta phải trở nên sẵn sàng cho ngọn lửa đó bùng cháy, cho ngọn lửa đó tỏa ra, cho ngọn lửa đó đi đến đâu cũng bùng cháy và càn quét thế giới này. Đây là cách. Anh chị em thấy không ạ? Phải có lửa. Đó. Vì vậy, lễ ngũ tuần đến là để cho chúng ta có cơ hội tiếp cận với lửa. Ngày hôm nay người ta hỏi là thế mục đích của lễ ngũ tuần là gì? Người ta không biết. Cho nên có một số giáo lý người ta nói: ô, ngày hôm nay làm gì còn bắt thêm mình Đức Thánh Linh? Ngày hôm nay làm gì còn công việc quyền năng của Đức Thánh Linh? Ngày hôm nay làm gì còn dấu kỳ phép lạ? Làm gì còn đủ quỷ chữa bệnh? Những người nói câu đó đó
là những người ảo tưởng, nghĩ rằng thế giới này được cứu hết rồi. Xin thưa với ông bạn chị em, tôi khẳng định lại cho quý ông bạn chị em biết rằng ngày nào còn những con người đang bị hại hiếp dưới quyền lực Satan, ngày nào còn những con người vô tín vô thần, ngày nào còn những con người cần được sự cứu rỗi, ngày nào Chúa Giêsu chưa tái lâm, thì ngày đó con cái Ngài luôn cần lễ ngũ tuần, luôn cần báp têm Thánh Linh, luôn cần báp têm bằng lửa, luôn cần dấu kỳ phép lạ, luôn cần quyền phép Thánh Linh và các ân tứ Thánh Linh để đốt cháy thế giới hư nát này. Đừng bao giờ nói rằng hết rồi, đừng bao giờ nói rằng bây giờ lễ ngũ tuần không còn nữa. Quá thiển cận và sai lầm khi chúng ta nghĩ điều đó. Không đâu, cơn mưa cuối mùa đang đến. Lễ ngũ tuần lúc nào cũng sẵn sàng, sẵn sàng cho những ai khát khao được nóng cháy thật cho Chúa, khát khao được chuyển tải lửa của bàn thờ Thánh Linh cho thế giới này, luôn sẵn sàng. Và anh chị em, cho nên lễ ngũ tuần hay đầy dẫy Thánh Linh, báp têm Thánh Linh, nó không phải là để cho mình vui mừng, để mình được phước, để mình ngồi ở nhà mình rung đùi, mình uống trà cho nó có cái cảm giác thoải mái, cảm giác thư thái. Không phải đâu anh chị em. Lễ ngũ tuần mục đích sự đầy dẫy Thánh Linh, báp têm Thánh Linh, để dùng quyền năng đó mà đem lời Chúa cho đến đầu cùng đất, để cứu rỗi các quốc gia, để biến đổi cộng đồng, để giải cứu những người bị ma quỷ ức hiếp, để chữa lành những người bệnh tật đang khóc lóc kêu than trong cuộc đời của họ. Đó là mục đích lễ ngũ tuần. Cho nên nếu chúng ta ao ước nhận lễ ngũ tuần mà không ao ước ra đi, không ao ước phục vụ, không ao ước để nóng cháy cho Đức Chúa Trời, là chúng ta đã ước ao một điều viển vông và sai lầm. Sai lầm, hết sức sai lầm. Cho nên thưa ông bà anh chị em, hãy hiểu rõ mục đích của ngũ tuần đó, hãy hiểu cho thật rõ mục đích của báp têm Thánh Linh và báp têm bằng lửa. Mục đích của báp têm Thánh Linh và báp têm bằng lửa là gì? Là để chuẩn bị cho con cái đó của Đức Chúa Trời chiếm hữu thế giới này. Mục đích của báp têm Thánh Linh và báp têm bằng lửa là gì nữa? Là để biến mọi con cái của Đức Chúa Trời trở thành chiến sĩ giỏi trong Đấng Christ, để chiếm lấy thế giới này cho vương quốc của Đức Chúa Trời, để khiến cho thiên đàng đầy ắp ngươi và hỏa ngục thì trống không, để khiến cho ma quỷ phải ngồi cô đơn một mình và khóc lóc với sự thảm bại của nó. Đó là mục đích của báp têm Thánh Linh và báp têm bằng lửa. Cho nên thưa ông bà anh chị, chúng ta phải khao khát, khao khát thấy điều đó trước khi mình thưa với Chúa: lạy Chúa, hãy báp têm cho con bằng Thánh Linh và bằng lửa. Lạy Chúa, cho con kinh nghiệm ngũ tuần, hãy cho con kinh nghiệm lửa từ trời, hãy cho con kinh nghiệm ngọn lửa bùng cháy, ngọn lửa đam mê, ngọn lửa hy sinh, ngọn lửa tuyệt vời của Ngài, ngọn lửa quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Chúa ơi, hãy cho con kinh nghiệm điều này. Thì trước khi anh chị em cầu nguyện lời cầu nguyện đó, anh chị em hãy chỉnh lại động cơ, hãy chỉnh lại niềm khát khao, hãy chỉnh lại cái ước muốn của mình đã. Tôi nhắc lại, lễ ngũ tuần, báp têm Thánh Linh, đầy dẫy Thánh Linh không phải để cho con cái của Chúa, không phải để cho con cái của Chúa có được cảm giác thoải mái, thư thái, cảm giác gọi là bay bổng, cảm giác thiên đàng. Không phải đâu, không phải, nghĩ vậy là sai lầm. Báp têm Thánh Linh, báp têm lửa, lễ ngũ tuần là để biến chúng ta thành chiến sĩ, từ một người bình thường trở thành một người năng động, từ một người không hy sinh trở thành một người dám hy sinh, từ một người không có nhiệm vụ trở thành một người mang lấy trọng trách, từ một người không nhận lãnh trách nhiệm trở thành một người nhận lãnh trách nhiệm và sống có trách nhiệm để biến đổi thế giới này cho Đấng Christ. Cho nên tôi nói một điều này cho anh chị em: khi anh chị em thực sự nhận lễ ngũ tuần, anh chị em trở nên bận rộn hơn, anh chị em làm việc nhiều hơn, anh chị em hy sinh nhiều hơn, tận hiến nhiều hơn, mỏi mệt hơn, nguy hiểm hơn, thiệt hại nhiều hơn. Giống như sứ đồ Phao-lô nói: tôi bị đánh rơi thiếu điều thiếu một roi đầy 40,
tôi bị chìm tàu, tôi bị đói khát, bị sóng gió, bị thú dữ, bị chìm xuồng, bị đe dọa tính mạng. Mà đồng thời đó thì ông cũng nói là trong vậy nhưng ông bao giờ chết, trong bị hà hiếp nhưng không bao giờ cùng, trong bị gần như chết mà rõ không chết, trong nghèo khó nhưng mà lúc nào cũng đầy đủ và làm cho nhiều người được giàu có. Và trong Roma chương 8 thì ông nói là dầu sao thiên sứ trên trời gươm dao sự chết hay là bất cứ thứ gì trên đời này cũng không thể tách ông ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời đã ấn chứng cho ông trong đấng Christ. Anh em nhớ câu kinh thánh nào? Đây là lòng tin quyết của một người nhận lễ mỗi tuần để phục vụ Chúa. Rốt lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sau hay một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong đấng Giêsu Christ là Chúa của chúng ta. Rốt lại trong mọi sự đó là sự gì? Đó là sự bị hà hiếp, bị khổ sở, bị tù đầy, bị đói khát, bị thiếu thốn, bị tất cả mọi điều. Nhưng quyền phép của Đức Chúa Trời sao? Vẫn luôn đắc thắng. Vẫn luôn đắc thắng. Cho nên thưa ông bạn chị, chúng ta phải sẵn sàng vào. Và chúng ta đến một cái điểm tiếp theo. Ngày xưa đó, khi lễ ngũ tuần đầu tiên, các sứ đồ đã hiệp nhau lại cầu nguyện. Và cái buổi cầu nguyện đó là 120 người. Anh chị em đọc Công Vụ chương 2 câu 1 đến câu 4 anh em sẽ thấy. Đúng không ạ? Vào ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ao ao đầy khắp nhà các môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rơi rạc từng cái một đậu trên mỗi một người. Và ai nấy đều được đầy dậy Thánh Linh và khởi sự nói các thứ tiếng như Đức Thánh Linh cho mình nói. Tôi tin rằng Công Vụ các sứ đồ chương 2 câu 1 đến câu 4 là một phép báp têm kép. Có nghĩa là các sứ đồ trong lúc đó vừa được báp têm Thánh Linh và sau đó lập tức được báp têm bằng lửa luôn. Bởi vì họ đã sẵn sàng. Họ đã được sẵn sàng. Họ sẵn sàng. Cho nên báp têm Thánh Linh và báp têm lửa đến với họ cùng một lúc. Của lễ cuộc sống họ sẵn sàng. Họ sẵn sàng hy sinh. Họ sẵn sàng tận hiến. Họ sẵn sàng chết cho đấng Christ. Họ sẵn sàng để sống một cuộc đời thanh sạch cho đấng Christ. Họ hy sinh tất cả cho đấng Christ. Của lễ đã sẵn sàng. Và lửa đã giáng xuống. Lễ ngũ tuần đã xảy ra. Và lửa từ trời đã giáng xuống. Biến họ trở thành một con người sẵn sàng để biến đổi thế giới. Và anh em đọc tiếp anh em sẽ thấy các sứ đồ đã ra đi giảng đạo và dấu kỳ phép lạ cập theo. Ê tiên Philip không phải là các sứ đồ, nhưng phép dấu kỳ phép lạ vẫn cập theo và biến hóa tất cả những cộng đồng xung quanh. Đến nỗi bài giảng đầu tiên của Phi-rơ khiến cho 3.000 người tin Chúa, bài giảng tiếp theo của ông khiến cho 5.000 người tin Chúa và làm cho thành Jerusalem dậy lên. Và người ta sau này mới nói là không thể chấp nhận được cái tình trạng là thành Jerusalem sắp sửa biến thành môn đồ của đấng Christ rồi. Và họ đã xảy ra những cơn bắt bớ khắp mọi nơi. Anh em thấy không ạ? Đọc từ Công Vụ chương 8 trở đi, anh em sẽ thấy các sứ đồ bắt đầu trải ra khắp các vùng. Và họ đi đến đâu họ lập hội thánh đến đó. Họ đi đến đâu họ rao giảng phúc âm đến đó. Và dấu kỳ phép lạ cập theo khắp mọi nơi. Đến nỗi cái bóng của Phi-rơ cũng chữa lành giải cứu người ta. Đến nỗi cái áo, cái khăn của Phao-lô cũng có thể chữa lành giải cứu người ta. Người chết sống lại, người què được đi, người mù được thấy, người điếc được nghe, người bại xuôi được đứng dậy. Và phải nói rằng cả thế giới lúc bấy giờ cúi đầu trước đấng Christ. Anh em thấy lễ ngũ tuần đầu tiên nó quyền năng đến nhất đến như thế nào, phải không ạ? Rất quyền năng. Và theo như lịch sử hội thánh 300 năm đầu của thế kỷ thứ nhất, toàn bộ đế quốc La Mã đã bị khuất phục trước đấng Christ. 300 năm đầu của thế kỷ thứ nhất, của sau Chúa,
thì toàn bộ thế giới lúc bấy giờ đã bị thiêu rụi bởi lửa ngũ tuần qua các sư đồ, qua các môn đồ của thế hệ kế thừa. Anh em thấy chưa? Đây chính là cái bức tranh tôi tin rằng nó sẽ được tái hiện trở lại trong thời kỳ cuối cùng. Tôi tin rằng trong thời kỳ cuối cùng này sẽ có cơn mưa cuối mùa còn mạnh hơn, khủng khiếp hơn, ác liệt hơn cơn mưa đầu mùa. Mạnh mẽ hơn. Và cả thế giới hơn 8 tỷ người này sẽ bị thiêu rụi bởi lửa ngũ tuần trong thời kỳ cuối cùng. Ông bà anh chị em và tôi hãy sẵn sàng đi. Hãy sẵn sàng cho cái lửa cuối mùa này. Tất cả chúng ta đều nhận được, đều có khả năng để tiếp cận được cơn phấn hưng cuối mùa này, cơn phấn hưng cuối cùng này qua báp têm Thánh Linh và báp têm bằng lửa một cách cá nhân. Chắc chắn. Vấn đề là chúng ta phải có sự hiểu biết đúng, động cơ đúng và một sự kiên trì. Kiên trì để ở trong cái lửa ngũ tuần này và sống cuộc đời nóng cháy cho Chúa. Chị em có khích lệ vì những lời này không ạ? Tôi thách thức tất cả ông bà anh chị. Đừng nỗ lực nóng cháy, nhưng hãy tìm kiếm sự nóng cháy bởi báp têm Thánh Linh và báp têm bằng lửa. Tôi nhắc lại nha, đừng nỗ lực nóng cháy, nhưng mà hãy nóng cháy bằng cách tìm đến với lửa ngũ tuần bằng báp têm Thánh Linh và báp têm bằng lửa. Tôi nhớ lại đời sống của tôi giống y vậy đó. Tôi tin Chúa nhưng mà nó cũng cứ lờ mờ. Người ta gọi đó là hâm hẩm đó anh bạn chị. Tức là sao cũng được. Sao cũng được. Hội thánh hát hay cũng được, hội thánh hát dở cũng được. Tôi đi nhóm mà mục sư giảng hay cũng được, mà mục sư giảng dở cũng được, tôi không quan tâm. Có mặt là được rồi. Đó, tình trạng nó hâm hẩm vậy đó. Mới lần đầu thì còn hào hứng. Nhưng mà đi nhóm một thời gian rồi thì thấy mọi cái nó bình thường. Đi nhóm cũng được mà không đi nhóm cũng không sao, không có khác biệt gì hết. Đến nhóm thì như tôi nói anh chị em, đông tín đồ cũng được mà không đông tín đồ cũng được, ngồi trước cũng được mà ngồi sau cũng được, thậm chí không ngồi cũng không sao. Nói chung tôi không quan tâm cái gì cả. Tôi gọi là cái tình trạng thuộc linh là bị ngủ hâm hẩm. Cho đến một ngày tôi nghe được bài giảng về lễ ngũ tuần, tôi nghe được bài giảng về công tác của Đức Thánh Linh, tôi nghe được bài giảng về cái việc quyền năng mà Đức Thánh Linh có thể làm cho những tín đồ được tái sanh của Đấng Christ. Những điều từ Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta có thể kinh nghiệm được một Đức Chúa Trời siêu nhiên như thế nào. Những điều từ Đức Thánh Linh có thể khiến cho những bức tranh ở trong Kinh Thánh nó trở nên sống động và thực tế như thế nào. Khi tôi nghe được bài giảng đó, khi tôi nghe được người ta rao giảng về điều đó, và tôi bắt đầu tìm kiếm, tôi nói Chúa ơi, con muốn điều này. Chúa ơi, con muốn rời chạm điều này. Chúa ơi, con khát khao điều này. Chúa ơi, con không thể tiếp tục đời sống hâm hẩm như thế này nữa. Con không thể tiếp tục lửa rơm nữa, 3 ngày nóng cháy, 4 ngày nguội lạnh nữa. Lạy Chúa hãy đầy dạy con, lạy Chúa hãy thăm viếng con, lạy Chúa hãy rời chạm con. Và tôi cầu nguyện anh chị. Đó, như tôi hay làm chứng anh chị nghe rồi đó. 6 tháng sau thì lễ ngũ tuần đã đến tại phòng riêng của tôi. Lễ ngũ tuần đã đổ xuống trên người của tôi. Lễ ngũ tuần đã giáng thẳng từ trời vào chính tấm lòng này và đã thay đổi nó từ đó cho đến tận ngày hôm nay. Tôi tin rằng trong một giai đoạn Chúa thử thách, Chúa rèn giũa, Chúa uốn nắn, và tôi đã kinh nghiệm được báp têm bằng lửa. Báp têm bằng lửa khi giáng xuống trên cuộc đời của mình khiến cho mình đam mê, mình nóng cháy, mình nhiệt huyết, khiến cho cái đầu của mình lúc nào cũng nghĩ về Đấng Christ, việc làm của mình lúc nào cũng làm cho Đấng Christ, miệng của mình lúc nào cũng nói về Đấng Christ, tất cả với lòng say mê nhiệt thành, và kèm theo đó là những quyền năng dấu kỳ phép lạ và những ấn chứng của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng đó chính là kết quả của báp têm bằng lửa trên đời sống
của tôi mà Chúa đã ban cho. Cho nên thương bạn chị em, cái điều mà chúng ta cần tìm không phải là chúng ta nỗ lực cá nhân để làm đẹp lòng Chúa, không phải là chúng ta nỗ lực cá nhân để làm công việc Đức Chúa Trời. Cái điều mà chúng ta cần tìm trước hết là Chúa ơi, hãy cho con kinh nghiệm lễ ngũ tuần, hãy cho con kinh nghiệm bắp tên Thánh Linh và bằng lửa, để con kinh nghiệm được một Đức Chúa Trời sống đồng hành động qua cuộc đời của con. Con nóng cháy theo kiểu của Chúa, con làm việc theo kiểu của Chúa, con giảng theo kiểu của Chúa, con phục vụ theo kiểu của Chúa, lạy Chúa thì chiếm hữu con hoàn toàn. Amen chị em. Đó là cách mà chúng ta cần. Cho nên tôi nói với anh chị em á, buổi tối hôm nay, những con người thành thật khao khát để Chúa sử dụng mình trong thời kỳ cuối cùng, hãy đọc công vụ các sứ đồ, đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui và cầu nguyện với nó. Lạy Chúa, con muốn kinh nghiệm như những người này, con muốn kinh nghiệm những điều như Ê Tiên kinh nghiệm, con muốn kinh nghiệm những điều như Phaolô kinh nghiệm, con muốn kinh nghiệm những điều như Philip kinh nghiệm, con muốn kinh nghiệm những điều như 120 môn đồ đầu tiên họ kinh nghiệm. Lạy Chúa giúp con kinh nghiệm. Anh em ơi, hãy khát khao. Chúa hứa sao? Hãy xin đi sẽ được, hãy tìm đi sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Vì nào người nào cứ tiếp tục xin thì sẽ được, người nào cứ tiếp tục tìm thì sẽ được gặp, người nào cứ tiếp tục gõ cửa thì cửa sẽ mở cho người đó. Anh em đọc trong Ma-thi-ơ sẽ thấy, Luca cũng sẽ thấy, Chúa hứa như thế. Amen chị em. Cho nên nếu như chúng ta, tôi và bạn chị em, những anh chị em đang ở trên live stream này, khát khao, khát khao, khát khao mình được Chúa dùng trong thời kỳ cuối cùng với lửa của Đức Thánh Linh, với một tấm lòng nhiệt huyết đầy đam mê, phát ra lửa từ bàn thờ của Đức Chúa Trời cho thế giới này, hãy tìm cho bằng được lễ ngũ tuần cho chính cá nhân của mình qua sự bắt tên Thánh Linh và bắt tên bằng lửa. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em vì lời này. Xin Chúa dùng bài học này để khích lại con cái của Đức Chúa Trời để sống kết quả cho Chúa. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Amen, amen và amen. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tôi hy vọng những lời này khích lại ông bạn trên buổi tối hôm nay. Và tôi tin rằng sau bài học này, nhiều anh chị em ở trên live stream này và những anh chị em sẽ nghe bài học này sẽ kinh nghiệm được lễ ngũ tuần. Đây là chỗ mà tôi rất là ao ước cho vương quốc của Chúa trong thời kỳ cuối cùng này. Bây giờ đến thời giờ cầu nguyện. Amen anh chị em. Chúng ta sẽ cầu nguyện để anh chị em kinh nghiệm được lễ ngũ tuần. Anh chị em sẵn sàng chưa? Anh em sẵn sàng buổi tối hôm nay chưa? Anh chị em sẵn sàng để Đức Thánh Linh đổ trên mình chưa? Anh chị em sẵn sàng để Chúa Thánh Linh sử dụng mình chưa? Anh chị em có sẵn sàng để đi bất cứ nơi nào Chúa sai anh chị em đi chưa? Anh chị em có sẵn sàng để làm bất cứ điều gì Chúa sai anh chị em làm chưa? Nếu anh chị em sẵn sàng, anh chị em sẽ kinh nghiệm được quyền phép của Đức Thánh Linh. Quyền phép của Đức Thánh Linh trong thời kỳ cuối cùng này. Tôi cần lửa, ông bà anh chị em cần lửa. Tôi cần Thánh Linh, ông bà anh chị em cần Thánh Linh. Và tôi nói lại một lần nữa là chúng ta sẽ bất lực trước thế gian này nếu không có Đức Thánh Linh. Chúng ta sẽ bất lực trước nan đề của thế giới này nếu chúng ta chưa kinh nghiệm lễ ngũ tuần và quyền pháp của lửa Thánh Linh hành động qua đời sống chúng ta. Chúng ta sẽ không làm gì được chúng. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể ảnh hưởng được thế giới này, hay là kéo dù một người nhỏ nhất của thế gian này trở lại với Đấng Christ mà không có sự trợ giúp của Đức Thánh Linh. Đó là sự thật 100%. 100%. Amen. Nào, hãy cầu nguyện cùng tôi. Lạy Chúa, con cần Ngài. Ôi lạy Chúa, ngày hôm nay con thành thật cần Ngài. Lạy Chúa, con sẵn sàng giao nộp cuộc đời con cho Ngài để đi bất cứ nơi nào Chúa sai con đi, để làm bất cứ điều gì
Chúa nói con làm. Lạy Chúa, ý muốn của Ngài là thức ăn cho con. Lạy Chúa, hãy dùng con. Lạy Chúa, hãy chiếm hữu con. Lạy Chúa, hãy dò xét con, uống nắng con. Con cần Ngài Thánh Linh. Con cần Ngài Đức Thánh Linh yêu quý của con. Lạy Chúa, con cần kinh nghiệm ngày lễ ngũ tuần cho chính cá nhân của con. Lạy Chúa, hãy đến với con giờ này. Hãy đến bên con giờ này. Đức Thánh Linh ơi, con khao khát sự đầy dẫy của Ngài. Con tin rằng khi con cầu xin thì Cha ban cho. Khi con ước ao thì Chúa làm thành. Ngay chính giây phút này, con cần kinh nghiệm Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con cần kinh nghiệm lễ ngũ tuần cho cá nhân của con. Như các sứ đồ đã kinh nghiệm thế nào, con cũng muốn kinh nghiệm thế. 2000 năm trước Ngài thế nào, con tin rằng giờ đây Ngài cũng y nguyên. Thánh Linh ơi, hãy đổ xuống trên con giờ này. Hãy báp têm bằng Thánh Linh và bằng lửa cho con giờ này. Của lễ của con đã sẵn sàng. Lạy Chúa, hãy giáng lửa Ngài trên con giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và bây giờ, tất cả những anh chị em trên live stream hãy sẵn sàng. Nhắm đôi mắt mình lại. Giơ đôi tay mình lên. Và tôi cầu nguyện để Cha trên trời cho anh em kinh nghiệm lễ ngũ tuần. Anh em hãy lấy đức tin đón nhận. Chỉ đơn giản bởi đức tin. Chúa vẫn y nguyên. Tôi nói với anh chị em rằng Chúa Giêsu hôm qua hôm nay đời đời không hề thay đổi. 2000 năm trước Ngài đến để làm báp têm bằng Thánh Linh và bằng lửa cho các môn đồ của Ngài, thì ngày nay Ngài vẫn là đấng làm báp têm bằng Thánh Linh và bằng lửa cho các môn đồ của Ngài. Nếu anh chị em là các môn đồ của Chúa thì anh chị em sẵn sàng cho điều đó. Chúa sẵn sàng để đổ lửa cho anh chị em giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Cha ơi, trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, hỡi Đức Thánh Linh, hãy giáng xuống trên họ giờ này. Con cầu nguyện Cha ơi, hãy tuôn đổ cơn mưa trên anh em con giờ này. Và tất cả hãy đón nhận trong danh Giêsu. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy nhận đi. Nhận đi. Nhận đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những con người sẵn sàng này hãy được báp têm bằng Thánh Linh và bằng lửa giờ này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cha ơi, hãy tuôn đổ. Tuôn đổ. Tuôn đổ. Tuôn đổ. Tuôn đổ. Tuôn đổ nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Họ được biến hóa hoàn toàn. Họ được thay đổi hoàn toàn. Họ được nhúng chìm hoàn toàn. Họ được đốt cháy hoàn toàn. Của lễ phải được đốt cháy hoàn toàn. Cả linh, cả hồn, cả xác được đốt cháy hoàn toàn. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận anh em. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận. Lửa ngũ tuần ở trên anh trên giờ này. Lửa ngũ tuần này thiêu rụi bệnh tật. Lửa ngũ tuần thiêu rụi ma quỷ. Lễ ngũ tuần thiêu rụi sự rủa xả. Lễ ngũ tuần này thiêu rụi sự nguội lạnh. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy. Đổ đầy với sự tự do. Đổ đầy với sự bình an. Đổ đầy với dấu kỳ phép lạ của Ngài. Đổ đầy với sự vui mừng. Đổ đầy với quyền phép chữa lành giải phóng giờ này. Đón nhận. Đón nhận. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nữa đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, gió thổi trên anh chị em giờ này, quyền năng thổi trên anh chị em giờ này, sức mạnh của Ngài trên anh chị em giờ này, thẩm quyền và năng lực của Ngài trên anh chị em giờ này, hãy nhận đi, nhận đi, nhận đi, nhận nữa đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, thần của Đức Chúa Trời vận hành giờ này, tôi tin rằng thần Ngài đang vận hành trên anh chị em một cách quyền năng đầy dẫy giờ này. Thần của Ngài như chưa bao giờ kinh nghiệm trước đây đang ở trên anh chị em giờ này. Con cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng.
Lạy Chúa, hơn 300 con người này được nhúng chìm trong thánh linh của Ngài. Hãy được nhúng chìm trong thánh linh của Ngài. Hãy được nhúng chìm trong thánh linh của Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng giờ này. Đổ đầy họ bởi thẩm quyền và năng lực. Đổ đầy họ bởi lửa và lòng nhiệt thành. Đổ đầy họ bởi quyền phép và thánh linh. Đổ đầy họ, Chúa ơi, trong danh Giêsu quyền năng. Đón nhận lên trên. Đón nhận trong danh Giêsu quyền năng. Hãy được phước và được biến đổi giờ này. Hãy được phước và được mạnh mẽ giờ này. Hãy được phước và được chữa lành giờ này. Hãy được phước và được tự do giờ này. Hãy được phước và đầy dậy thánh linh giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận. Đón nhận. Nữa đến chị em, hãy kinh nghiệm đi. Ai đó đang kinh nghiệm, tôi thấy ai đó đang kinh nghiệm. Tôi thấy ai đó đang kinh nghiệm bắp tên bằng thánh linh và bằng lửa. Tôi thấy ai đó lửa đang giáng xuống, lửa đang cháy, lửa đang bung 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 bung. Tôi thấy ngọn lửa đang bốc lên rất là lớn, rất là mạnh trên một số người đang ở trước đây này. Trên một số người rất là đông, không phải ít đâu. Tôi đang thấy lửa bắt đầu cháy. Tôi thấy hình ảnh ngọn lửa bắt đầu to lên trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Anh em bắt đầu rực, rào rực trong lòng, mạnh mẽ trong lòng, nóng cháy trong lòng, say thánh linh của Đức Chúa Trời. Anh em bắt đầu không thể ngồi yên. Anh em bắt đầu nhảy múa ca hát giờ này. Anh em bắt đầu nói tiên tri, nói tiếng lạ giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Wow, ngọn lửa này đang cháy, đang cháy, đang cháy, đang cháy. Tôi đang nhìn thấy nó đang cháy. Tôi đang nhìn thấy lửa từ trời đổ xuống trên anh chị em giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chúa, vinh quang thuộc về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài. Oh, hallelujah. 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 Chúa ơi, ngợi khen Ngài. Sức dầu mới. Sức dầu mới. Đây là một đạo quân mới của Ngài. Một đạo quân đầy lửa thánh linh của Ngài. Một đạo quân đầy năng lực và đầy quyền phép của Ngài. Một đạo quân có thể chữa lành, giải cứu. Một đạo quân có thể tận hiến phục vụ Ngài. Một đạo quân chân thành trước mặt Ngài. Một đạo quân thanh sạch trước mặt Ngài. Một đạo quân làm vinh hiển danh Ngài. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, hãy kinh nghiệm tiếp tục lên cho em. Hãy kinh nghiệm lên cho em. Wow, lòng dạn dĩ gia tăng, lòng nhiệt huyết gia tăng, sự tri thức gia tăng, sự khôn ngoan gia tăng, sự chữa lành, sự tự do gia tăng. Tất cả được gia tăng. Gia tăng một cách mạnh mẽ giờ này. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Oh hallelujah. Ho rama ka sa taraha. Ki kokoro ma ka ka ra si tarabaha. Ki ka ka rama ka soko kokoro ma ka tara ka sa tara ka tara. E ka rama ka te ke ke ka ramo ho hara. Si ka ba. He ka ba be. Hara ka su ka 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 tara ba ko toro ma hara. He ka ra ka su ka 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 ro ka tara ma ka si ka tere be ko maraka. Oro, ai đó nói tiếng lạ hãy nói mạnh lên. Ai đó, tôi thấy ai đó đang nói tiếng lạ hãy nói mạnh lên. Mạnh lên, tròn tiếng lên. Mạnh lên, dòng sông đang chảy trong lòng anh em. Mạnh lên. Ô ruma ka karakasita. Hikukuku ruma ka karakasita ram. Hikutidi kutidi kakara. Hãy nói tiếng lạ, hãy nói tiếng lạ, hãy nói tiếng lạ. Ô Đức Thánh Linh đầy dậy và ban cho họ nói thứ tiếng như Đức Thánh Linh cho mình nói. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô ruma ka karakasika barabakaba. Haraba kasi katere be kotoro kotoro kotoraba. Horo sak katere be katera katala kasi taraman. Tiếp tục lên cho em, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Thánh linh đang vận hành, thánh linh đang biến hóa, thánh linh đang biến đổi, thánh linh đang chạm lòng anh chị em giờ này. Tiếp tục nói tiếng mới nào, tiếp tục như dòng sông tuôn chảy nào. Lửa ngũ tuần đến trên anh chị em giờ này. Lửa ngũ tuần biến hóa anh chị em giờ này. Lửa ngũ tuần sai phái anh chị em giờ này. Lửa ngũ tuần cầm theo lời giảng và công việc của anh chị em làm giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận bởi đức tin. Hãy đón nhận bởi đức tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Còn cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, tôi đang thấy. Wow, tôi đang thấy Chúa hiện diện ở đây. Chúa hiện diện một cách mạnh mẽ ở đây và đầy ắp trong căn phòng nơi tôi ngồi anh chị em.
Wow, Chúa ở đây, Chúa một cách quyền năng ở đây, Chúa một cách đầy nhiệt huyết, nhiệt thành ở nơi đây. Wow, tôi cũng tin rằng điều đó ở tại chỗ anh chị em, trong căn phòng của anh chị em. Tôi tin xác quyết điều đó. Chúa, chúng ta là một, chúng ta được kết nối với nhau là một. Tôi cảm nhận sự hiện diện của Chúa thì chắc chắn anh em cũng cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong danh Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hikabrebekala. Habrongkatsangkantarahalaba. Wikamarakasikataramikinturumakase. Hengkantarakasukotorokotoromakasa. Hikotorokasumarabakantarakasikatarabekotoro. Oh ramakasai. Kantorokatsai kantorikibika. Hurumakatedakalala shikabarabara. Hikotoribi. Harakasitaraba. Hikokokorumak. Hangga sekantarakasukotoroba. Halamasekatedibikorumakasekatarakatara. Hallelujah, Chúa ban phước cho anh em. Chúa ban phước cho anh em. Chúa ban phước và sử dụng anh em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tôi tin xác với một điều rằng khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên anh chị em, mọi bệnh tật tức khắc được chữa lành, không cần phải cầu nguyện thêm. Tôi đảm bảo với anh chị em rằng có rất nhiều người được chữa lành trong buổi tối ngày hôm nay mà không phải một lời cầu nguyện chữa lành, nhưng bởi bắt tay mình Đức Thánh Linh khiến cho bệnh tật tiêu tan. Tôi cũng tin rằng có những người được giải cứu khỏi ma quỷ buổi tối hôm nay bởi không phải lời cầu nguyện giải cứu, mà bởi bắt tay mình Thánh Linh và bằng lửa khi anh em được tự do buổi tối hôm nay. Tôi tin xác quyết điều đó đang xảy ra. Anh em hãy làm chứng xuống nào. Hãy làm chứng xuống để cho người ta thấy, thiên hạ thấy rằng chính thân của Đức Chúa Trời giải phóng và chữa lành anh chị em. Ô, và điều đó cũng sẽ hành động qua anh chị em đến với người khác. Ngài hành động trên anh chị em thế nào thì Ngài hành động qua anh chị em đến với người khác. Thầy ấy hãy làm chứng xuống nào. Chúa đang làm điều gì cho anh chị em? Hãy ghi xuống nào, ghi xuống, ghi xuống. Chúa đang vừa làm điều gì? Tôi đang chờ đợi để nghe những lời chứng của anh chị em đấy. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, hallelujah. Anh em hãy ghi xuống nào. Chúa làm gì? Chúa làm gì? Thần Chúa đang làm gì cho anh chị em trong thời giờ cầu nguyện vừa rồi nào? Oh hallelujah, cảm ơn Ngài. Thật là diệu kỳ, vinh quang thuộc về Chúa anh chị em. Vinh quang thuộc về Chúa. Tôi nói cuộc sống của chúng ta sẽ không thể y nguyên khi chúng ta đã kinh nghiệm lễ ngũ tuần. Cuộc sống chúng ta không thể y nguyên, không thể như cũ, không thể ngồi yên khi chúng ta kinh nghiệm lửa lễ ngũ tuần. Lửa của lễ ngũ tuần sẽ đẩy chúng ta về phía trước. Lửa của lễ ngũ tuần sẽ đưa chúng ta vào chức vụ. Oh hallelujah, Chúa chữa lành bệnh tim mạch. Cảm ơn Ngài, một lời chứng rất diệu kỳ anh chị em thấy không ạ? Một lời chứng diệu kỳ. Cảm ơn Ngài. Lửa của lễ ngũ tuần, wow, vừa được thần Chúa thăm viếng mạnh mẽ và nôn ra. Wow, một người nữa anh chị em thấy chưa? Được giải cứu. Tôi nói là không cần cầu nguyện giải cứu, nhưng mà thần Chúa giáng xuống là giải cứu luôn. Cảm ơn Ngài. Wow, lành mọi sự mệt mỏi đã tan biến khi lời cầu nguyện. Wow, anh em thấy chưa? Mọi mỏi mệt đã tan biến. Oh, cảm ơn Ngài. Đây cũng là một cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho anh chị em. Chúng ta không tập trung vào ma quỷ, chúng ta tập trung vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta tập trung vào Chúa Giêsu và chính Ngài giải quyết những điều đó cho chúng ta. Anh em thấy không ạ? Oh hallelujah. Gió thổi trong phòng nữa. Anh em thấy các người kinh nghiệm gió thổi trong phòng, anh em thấy chưa? Wow, lạ lùng. Lạ lùng, lạ lùng. Cảm ơn Ngài. Tôi nói những điều này rất là khích lệ, và chính cái điều gió thổi trong phòng này thì 30 năm trước tôi đã kinh nghiệm rồi. Gió đã thổi trong phòng tôi. Cảm ơn Ngài. Ôi, Chúa đã chữa lành ho. Bệnh ho được chữa lành, anh thấy chưa? Tôi có cầu nguyện sự chữa lành đâu. Chính lễ ngũ tuần đã chữa lành anh chị em. Chính Thánh Linh lửa ngũ tuần đã chữa lành cho anh chị em. Ô, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đây anh chị em. Hãy làm chứng, hãy làm chứng, hãy làm chứng. Con cảm ơn Ngài. Ô, hallelujah. Ngọn gió Đức Thánh Linh làm cho nổi da gà. Ô, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Thật tuyệt vời. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Tiếp tục đây anh chị em. Hãy comment xuống bên dưới nào. Chúa đang làm gì cho anh chị em? Tôi rất thích nghe những lời chứng này để dâng vinh hiển cho Chúa của chúng ta, để biết rằng quả thật Đức Thánh Linh đang hành động giữa chúng ta. Khi chúng ta nhóm lại, Chúa Thánh Linh hành động. Wow, tay thì nóng lên. Wow, cảm ơn Ngài. Chúa thì thăm viếng, được nói tiếng lạ, lần đầu tiên được nói tiếng lạ. Wow, oh, cảm ơn Ngài. Người thì rầm rầm, cảm ơn Chúa. Chúa Thánh Linh hiện diện đầy dẫy trên hai cánh tay, nặng trĩu như có một sức nặng đè lên. Nước mắt tuôn tràn, anh chị em thấy chưa? Wow, Chúa giáng trên con, cả đầu con nóng như có lửa bốc lên trên trán, anh em thấy chưa? Wow, tôi nói tuyệt vời. Cảm ơn Chúa, Ngài đã thăm viếng con trong buổi hôm nay. Người cũng rất nóng bùng lên, cũng tin Ngài đã chữa lành phục hồi con trong ơn của Chúa. Amen, cảm ơn Ngài. Sự thật là như thế.
Hãy tin như thế, nắm giữ điều đó, lửa trên anh chị em, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Ghi xuống bên dưới những điều để chúng ta dâng vinh hiển cho Chúa và biết rằng Chúa đang hành động giữa anh chị em mình, giữa chúng ta. Khi chúng ta nhóm lại, Chúa hành động anh chị em. Đó là hy vọng của chúng ta, đó là sức mạnh của chúng ta. Ồ, môi miệng em nói tiếng mới rất mạnh mẽ và tâm linh. Em thấy hai thiên sứ áo trắng đứng hai bên đầu giường nơi em ngồi. Wow, cảm ơn Ngài. Rồi cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Chạm lòng và nước mắt tuôn tràn. Ồ, nhiều những lời chứng tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì những sự động chạm, vì những sự thăm viếng. Ồ, rất nóng cháy, rất vui vẻ và bình an. Cảm ơn Ngài. Wow, hà là gió thổi vào phòng, lạnh cả người, hai tay run rẩy cầu nguyện tiếng mới. Wow. Ôi, những điều diệu kỳ. Cảm ơn Chúa, con được Chúa thăm viếng, chữa lành cơn họng của con, cảm giác trong họng. Ô, cầu nguyện tiếng lạ thì con cầu nguyện tiếng lạ. Tạ ơn Chúa thăm viếng khiến con ngã ra và miệng con nói tiếng lạ mạnh mẽ. Wow, Richard Nguyễn, chúc mừng Richard Nguyễn. Tuyệt vời. Đây là điều mà chưa bao giờ chúng ta kinh nghiệm được. Wow, kỳ diệu vô cùng. Gió thổi bùng bùng. Oh, hallelujah. Ôi, chị em ơi, những điều quá diệu kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Quá diệu kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi tin rằng Chúa muốn như vậy cho tất cả hội thánh của Ngài. Chúa muốn như vậy trên đời sống của mỗi một anh em. Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm điều này liên tục trong đời sống của anh chị em. Wow, tim thì đập mạnh không sao. Ô, Chúa toàn thân nóng cháy vã mồ hôi. Cảm ơn Ngài. Wow, tuyệt vời chưa? Hôm trước mơ nhìn thấy lửa cháy trên ngực rất to là thế nào? Thì lửa cháy chứ thế nào? Ai biết? Wow, cảm ơn Chúa. Ô, tuyệt vời quá. Tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Wow, cảm ơn Ngài. Anh chị em ơi, vinh quang thuộc về Chúa. Và đó, để cho chúng ta thấy rằng những gì chúng ta rao giảng, những gì tôi chia sẻ cho anh chị em buổi tối hôm nay là một thực tế thuộc linh. Nó không phải là một lý thuyết. Anh em công nhận không ạ? Nó không phải là một lý thuyết, nhưng nó là gì? Là một thực tế tâm linh. Khi chúng ta chia sẻ lời của Ngài xong, chúng ta cầu nguyện và Đức Chúa Trời hành động. Đức Chúa Trời ấn chứng những điều mà tôi tới Ngài nói. Ấn chứng những điều đó để làm gì? Để cho vững đạo. Để cho anh chị em biết rằng những gì anh chị em nghe tôi chia sẻ buổi tối hôm nay là một thực thế mà chúng ta cần có cho đời sống nóng cháy của mình, cho đời sống muốn kết quả của mình, cho đời sống muốn làm đẹp lòng Chúa của mình. Anh chị em ơi, hãy tiếp tục ở trong kinh nghiệm lửa lễ ngũ tuần. Mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm lửa ngũ tuần, mỗi ngày chúng ta kinh nghiệm ngọn lửa này càng lớn hơn, mạnh hơn và đầy dẫy hơn trên đời sống của chúng ta. Tôi đảm bảo rằng những ai kiên trì trong điều này, những ai liên tục ở trong điều này là những người kết quả nhiều nhất cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Những người có thể biến đổi thế giới này và đốt sạch bách tất cả những gì mà ma quỷ nó đang cướp lấy của con người. Đốt sạch bách, không còn một cái gì cả. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa, nguyện lời của Ngài ban phước cho anh chị em. Và anh chị em ai nấy đều kinh nghiệm lửa ngũ tuần một cách cá nhân. Chúng ta kinh nghiệm lửa ngũ tuần để được chữa lành. Chúng ta kinh nghiệm lửa ngũ tuần để được giải cứu. Chúng ta kinh nghiệm lửa ngũ tuần để được ban phước. Chúng ta kinh nghiệm lửa ngũ tuần để được vận hành trong ân tứ của Đức Thánh Linh, để chữa lành người bệnh, giải cứu người bị quỷ ám và làm những điều diệu kỳ qua công tác của Hội Thánh Chúa bởi Thánh Linh đấng ngự trong anh em. Amen. Xin Chúa ban phước cho anh chị em nha. Chào anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em vào những ngày tới. Xin Chúa ban phước. Cảm ơn Ngài. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.